Hồi xưa mặc bằng báo tờ đó chú hai. Bao báo tờ. Bao báo tờ không á. Đây hôm nay Nết nhận được đồ mới rồi nè. Cả nhà ơi. Đó Nết mới mặc đồ mới nè. Quay mặt lại coi cho người ta xem coi. Nè. Đó. Mặc đồ mới có cảm ơn chú chưa? Cảm ơn chú Nam kìa. Cảm ơn chú Nam đã cho con đồ mới. Cảm ơn chú Nam đã cho con đồ mới. Đi đi. Đồ này có mặc đồ nào vừa không? Lựa đi. Nè đồ nữ nè. Nguyên đóng luôn nè. Ồ, 93 kg quá khứ rồi. Kêu nó bớt ăn lại cho nhẹ ký lại chút. Đỡ nổi luôn. Cũng hay ha. Bự quá cũng không có đồ mà nhỏ quá cũng không có luôn nè. Rồi kiếm kìa. Rồi rồi, tội nghiệp Nết không có đồ rồi. Mà được tiền rồi, được 50 ngàn. Thôi chia đi, qua chia phân nửa đi. Đổi ra chứ không đưa vậy rồi sao đi tiền đâu tôi thôi. Đây. Gia đình thiếu quý quà tới. Lên đâu? Lên đâu? Kêu nó qua lựa mấy cái đồ mặc nè. Ông Phương vô đây nè, đồ nhóc nè. Đồ nữ, đồ nam đủ thứ nè. Nè vô lựa coi. Có quần nè. Quần jean. Quần này mặc vừa nè. À, quần đó mặc vừa đó. Ồ, oh, im đó. Im đó. Dây thun bị giãn rồi. Nè quần jean nè có mặc vừa không? Không, quần từ nào tới giờ không thích. Gì hả? Quần không mặc hả? Quần này mặc không? À, quần đó vừa đó. Vừa đó mặc thử ơi. Vừa đó không nhỏ đâu. Thử ơi, sọt thử ơi. Chưa thử chân biết nhỏ rồi. Ông cởi quần kia ra coi, ông mặc vô coi. Có mặc quần tò đón không cha nội? Nè áo này nè, mặc vừa nè. Nè đây nữa nè. Quần này quần kaki chứ không phải jean. Kaki nè, kaki thùng giãn nè. Kaki này quần jean nè. Nè kaki nữa nè. Kaki nữa đó. Được đó. Nè kaki nữa nè. Đây nữa nè. Yeah, cái này sọt luôn đi. Sọt luôn đi. Cái này sọt luôn đi. Sọt khá ảo hay quá. Cái khá ảo hay. Không. Ồ, vừa mệt không phê. Mệt tôi gì ta. Nó à, phải nó mệt cái đợi nó ảo hay. Chá. Ồ, vừa quá kìa. Được luôn.
Rồi yeah, được luôn. Rồi mặc luôn. Cà kỳ đẹp đẹp. Áo ấy anh ấy. Áo này ông Phương mặc được nè. Ai thích vẻ? Áo ra đi đám cưới đi gì được đó. Anh. Còn cái quần jean. Còn cái quần jean nữa nè. Có cái quần short chắc cỡ anh này bằng vừa. Trời ơi, gắt rồi. Hả? Nó được. Gắt rồi hả? Nè mặc quần này coi. Cái quần này to nè. Nè. Cái quần nào rách thì mình nè, cắt ngang đó mình làm cái quần sọt mình bằng luôn. Nè. Ờ cắt. Ờ. Sao không có coi trời. Em nó xếp nó không coi có đồ có thằng. Không cái này cắt ra làm vừa quần sọt được nè chú hai. Nè cắt ra. À nó kiểu kệ nó á. Cái này kiểu người ta đó. Không có. Đâu phải bên đây đâu có đâu. Ừ. Thì mình lấy cái kéo mình cắt đây nữa là hai cái làm không, cái kiểu luôn. Mai lại được mà. Cắt bên đây nữa. Nó đang là hai ốc tươi này. Ô, quá đẹp trai luôn. Ủa, mùi ghi nấu không mặc. Quá đẹp trai. Rồi mặc luôn được hả? Ô. Áo này em Phương mặc vừa nè. Nè đồ nữ nè. Đồ nữ này chị bằng vừa. Anh nó con xa đi. Chị này hôm trước là trên YouTube đó. Đó đó đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mấy cái này đồ mà ở nhà đồ lửng lửng. Áo jean nó kia trâu thế. Kệ ơi con kia ơi. Đồ đó mặc vừa đó. Chào. Ở nhà chắc chưa đó mà. Ừ, ban đêm ngủ rồi đó để cho ông ôm cho mát mát đồ. Nét ra rồi, bận cái quần này nha. Hồi nãy bận cái áo khỏi bận cái quần, còn bận cái quần này khỏi mặc cái áo. Nãy kéo lên tới cổ à. Cái quần đó còn im mà dây thun bị hư rồi. Lấy cọng dây chuối mình buộc lên. Không cái này thay vô thông được. Dạ, dạng. Thay mình ấy ra thay thông khác vô. Ờ quần đó lớn dữ lắm á. Lên lên. Lên tới à kìa. Lên. Vô đây lựa đồ nè lên. Đồ của con nhóc hết trơn. Nè. Con mặc áo này thử à. Nó ăn ăn chết trắng. Hai đi nè, thao tập thi dục nè. Đó là con của hai chồng Phương. Ừ, áo đó ông Phương mặc vừa đó. Mấy quần jean này cho mà ông Ly bển mặc được. Ông Ly nhỏ hả? Này xong mấy ký tại nó bao hay chịu má này chân riêng á chết nó con mặc riêng phân vực mất một thép phê con cái tập thi dục riêng ngay đó con mà chồng vô khó chồng nó bị mập biết sao không? Sữa nó ngọt. Ba này hèn chi bụng bự nè. Nhỏ ốm á nó không bú. Bị gì hôi thuốc. Không chịu rửa. Chào.
Rồi con ông nhỏ gái đâu không chưa nó qua được. Vậy hả? À, đi rửa chén mướn. Một ngày được nhiêu? Đi rửa chén mướn một ngày được nhiêu? À, 100 ngàn. 100 ngàn. Ngày. Một buổi. Buổi người ta cho 100 ngàn. Cũng được. Mấy cái tiệm bán cơm nữa hả? À. Dạ, vậy là gần đấy em à. Ai cũng có đồ mặc hết trơn, có mình anh hết. Không có đồ mặc mà được 50 ngàn. Ôi ôi, mà tôi không có đồ mặc mà tôi không được tiền nữa. Ô quá vừa luôn rồi. Quá im luôn rồi. Không có áo. Cái đó quần bán lẻ. Quần đó quần lẻ mà chứ đâu phải nguyên bộ thể dục. Ai cũng có đồ mặc chân của mình nên hết được áo thun trắng à. Cái áo nãy không biết áo nào không biết quên nè. Bạch tình. Áo kia ngay rồi. Thì lấy rồi. Cái đó là đồ con gái. Cho mặc vô. Cho mặc vô cái nó dài tới đầu gối luôn. Giờ mắt đó kìa. Trời ơi, con nhỏ này mấy lít rồi mới nó xây gì đó trời. Rồi mặc được cái áo coi cảm ơn chú Nam chưa? Rồi chưa? Hả? Cảm ơn lắm. Cảm ơn lắm. Học đại gia. Hả? Cảm ơn ông. Cảm ơn ông á. Cảm ơn ông. Rồi tiền đâu rồi? Bỏ heo hả? Bỏ heo. Con heo nuôi mập chưa? Chưa. Biết sao nó giáp cáp lên tiếp chú tới về nhà không có ai dám đòi là tới về nhà xuống xe lại lãnh tiền. Xuống xe là lãnh tiền liền xong phẳng ha. Nó trời ơi giống con gì quý. Đẹp trai không được cái phom á. Được á, vừa bộ. Vừa. Vừa. Vừa em mũi nó chích được á. Hả? Mũi nó chích được. Tàn ơi, mũi nào mà chích. Nó vậy bộ. Không, áo này vậy chú hai. Ừ, áo này vậy. Áo này vậy chứ đâu mỏng đâu. Dạ, cũng lấy tha mà cái gì mà. Xây lắm. Già còn dưỡng eo ớn không? Thấy eo chưa? Hồi xưa mặc bằng báo tờ đó chú hai. Bao báo tờ. Báo tờ không á. Không có quần áo bằng lá chuối không. Này nhỏ nhỏ nó cho chiếu con trâu đi. Ừ. Làm chiếu. Điểm. À điểm. Làm cái đó đi. Ôi ôi cái đó nó ngứa sao? Ngứa gì nó đau á. Đau nó hầm háng luôn. Ừ, đi bước qua bước lại nó ấy. Cọ. Ờ. Dạ. Đau thấy mò luôn á. Cái này nghe mấy ông già kể. Rồi hồi trước mà ông ngoại cái tôi ông cố nội tôi nữa là không có
không có đồ mặc luôn. Rồi hồi xưa đó là bữa vậy mới là con trăng này đó, biết sao con trăng này nó độc hơn ra đó, là bữa vậy mới hồi xưa đó mấy ông đâu á thì lấy cái vụ là cái đọt tre kéo đằng sau luôn á, đừng cho thấy ấy giò đạp nó liếm á, nó liếm cái vụ chỗ nào mình đạp rồi đó, nó lỡ nó liếm cái dấu giò đó là bị chết. Con trăng nó liếm hả chú hả? Con trăng nó liếm á, bị chết rồi á. Nó chị có nó... người nào mà quên nữa, quên lấy có đọt tre kéo đằng sau lưng là bị. Dạ, yeah. Nó lại nó liếm cái dấu chân của mình mà mình chết hả chú hai? Ủa thế ghê hả? Vậy á, con trăng á, dữ gần lắm, có nó không à, mấy con rắn không có. Dạ. Yeah. Tới sau lại đó là mới là liếm người đó là người đó chết á. Rồi chết mới người ta làm phước. Người ta làm phước đông người vui vẻ vậy đó. Có yeah. Tài, có những độc kinh vui. Rồi con trăng này nói với con rắn bị một thằng của tao rồi chết rồi, rồi mới con quà quả à, con quả nha. Nó nói nó là cái thằng đó rồi nó nói tiếng Khmer á. Yeah. Nó đưa con cặc đó có đò nó đưa con cặc đó. Mày nói mày giỏi con cặc mày, người ta vui vẻ muốn chết. Rồi con trăng này nó không có tin. Yeah. Trăng này nó đi coi trời ơi vui thiệt đó, trời ơi tao đã đập làm chi nữa, muốn nó túc nó đi chỗ là có nước xuôi trên núi gì, nước xuôi chảy cũng như ngàn ba vậy đó. Yeah. Nó ói ra hết cơn luôn á, nó nhả độc hết luôn hả? Ừ, ói ra. Cá chê, cá chôm. Yeah. Rồi con cá thác lát lấy không có được, bị người ta ép quá mới nó xẹp đẹp á. Nó khóc rồi cái đầu nó lớn hơn. Ấy, ừ. Mới khóc cái đầu lớn hơn cho mình. Ừ. Rồi mới được con rắn, ba con rắn nè. Rồi dưới là con gì, con vít còn chia nhau lộn. Rồi mới chăn hết nập. Chăn hết nập luôn. Nó thua con quà gì đó. Nói có một tiếng. Con quà nói có một tiếng một mà nó cứu được biết bao nhiêu người. Bữa nay ai cũng có đồ cho mình anh hết, không có nè ở Trần. Đêm hôm tôi ngu ngon quá ngon rồi, sao bạc đai hết một he. Ồ, đai dầm trong mùng luôn hả? Lấy kéo cắt bỏ đi. À là tiền bỏ quên. Không hay nào nấu chứ. Mất rồi chú, đi đi.